tập chuyển những cái thế tay hợp âm bên tay trái. Còn tay phải thì chúng ta chỉ cần rải nhẹ 6 giây. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miên tay, là chúng ta chuyển qua hợp âm thế tay son trưởng. Tay quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Rất là dễ ha. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miên tay. Má em khoái anh rồi, anh không lấy anh em làm sao. Muốn nâng cao thì chúng ta có thể là tập những cái thế tay hợp âm chặn, cũng là la thứ nè, rồi xuống son trưởng nè, rồi pha trưởng nè. Đó, tập những hợp âm chặn, hoặc là chúng ta có thể quạt thêm, quạt sắn đuôi gì đó thì tùy. Bây giờ vô thử nha. Anh là trai mi cường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thì kinh lắm, thương chi nói là thương, làm em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Bấm đăng ký theo dõi kênh ngay để xem những bài tập guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 Phút. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35, đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp, có 6 ly thì chúng ta gắm vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại... Lấy ra chúng ta chạy cua bò ha. Sau đó chúng ta vô cái bài hát mình yêu thích luôn, bằng cách là chuyển hợp âm bên tay trái trước. Tay trái trước nha, chứ không phải tay phải. Tay phải chúng ta chỉ cần rẽ nhẹ xuống nè. Ví dụ: em ơi có bao nhiêu, là hợp âm son trưởng G nè. 60 năm cuộc đời chúng ta để xuống rê. 20 năm đầu C, đầu trưởng, sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Bất kỳ bài hát nào cũng vậy, chúng ta phải tập chuyển hợp âm tay trái của bài hát đó dễ trước, theo nhịp là từ từ chúng ta sẽ chơi được thôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Lớp Nano Bolis. Lớp Nano Bolis và bộ dây này là AWR486. Đó, dây đó là dây kim loại acoustic nha. Tặng kèm một cái tay quay cho anh em để em quay thuận tiện, quay được nhiều vòng hơn và nó không mỏi tay. Như vậy thì dây của chúng ta mới bền được. Tặng thêm một cái hộp bích và hai cái bích để chúng ta dán vào khi mà chúng ta muốn đánh bích. Tặng kèm một cái giáo trình để chúng ta học đàn. Cần ngồi ở nhà nhấc điện thoại lên và bấm đặt hàng sẽ có bạn giá 229.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Burrito thì chúng ta cũng móc cái kiểu ba lá chậm cũng được nha. Ví dụ bass 3 1 2 3. Được chưa? Nhìn lá me bay, chúng ta tập là tập từng đoạn nhỏ. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây như nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say. Yêu nhau chúng ta thường qua lối này. Nhớ là lưu video clip này về, đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Sợi dây kết nối từ đàn ra loa 50m, như vậy khá là vướng víu và đã mất vài trăm nghìn rồi. Bây giờ chúng ta có thể kết nối không dây luôn từ cái bộ này xa khoảng 20 đến 50m. Ứng dụng sử dụng chính hãng Sweep Audio và chúng ta có thể gặp cái này rất là dễ luôn. Ở đây chúng ta có cái cổng sạc nè, để mở lên thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ, mở lên cái là hai bên đã kết nối luôn nha. Rất là dễ, rất là thuận tiện luôn. Hình cây đàn thì chúng ta gắm vào đàn và hình của loa thì chúng ta gắm vào loa. Một cái thì mình gắm vào âm ly nè, còn một cái thì mình gắm vào đàn nha. Dù đây là cái AQ rất là thường thôi, nhưng mà tiếng ra rất là sạch.
Khánh sẽ để cái điện thoại quay ở đây và Khánh sẽ ra xa khoảng 6 mét. Gặp thoải mái, gọn nhẹ, pin dùng rất lâu, chính hãng, chất lượng và rất là nhiều anh em nhà công yêu thích. Ưu đãi, giao toàn quốc, nhấp liên hệ số ở đây ạ. À. Đây chúng ta có những lỗ thất âm ở đây. EQ la loa nè, đây không có sợ vỡ luôn, đây là thùng carbon, gần là phá đúc luôn nè. Có ti chỉnh công cần luôn nha quý anh chị. Âm vang hay và số lượng có hạn. Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu, chút xưa không bao lâu. 2.900.000 và miễn phí vận chuyển toàn quốc nha. Quý anh chị các bạn có thể nhanh tay đặt hàng.